Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Sử Việt. Trong video này, chúng ta tìm hiểu về nhân vật lịch sử Ngô Sương Ngập và cùng đi tìm hiểu lý do tại sao thái độ đối xử với hai người cháu của Dương Tam Kha rất khác nhau. Với Sương Ngập thì đã tranh ngôi, lại còn tầm nã gắt gao, còn với Sương Văn thì nhận làm con, nghĩa là có ý định truyền ngôi. Tóm tắt tiểu sử. Ngô Sương Ngập, sinh năm 915 đến năm 954, là một vị vua nhà Ngô chị vì từ 951 đến 954 cùng với em trai là Ngô Sương Văn. Sử gọi chung đó là thời Hậu Ngô Vương. Ngô Sương Ngập là con trưởng của Ngô Quyền. Theo thần phả, ông đã từng tham gia vào trận đánh thành Đại La cùng với cậu là Dương Tam Kha làm tiên phong, diệt Kiều Công Tiến và có dự trận Bạch Đằng năm 938. Ông vua mất ngôi. Năm 944, Ngô Quyền mất, ủy thác Ngô Sương Ngập cho Dương Tam Kha, em Dương hậu vợ của Ngô Quyền nhưng dương tam kha cướp ngôi tự lập mình làm vua xưng dương bình vương ngô sương ngập chạy về nhà một hào trưởng là phạm chiêm phạm lệnh công ở làng trà hương nam sách hải dương phạm lệnh công che chở cho ngô sương ngập đã ba lần đưa ngô sương ngập vào rừng núi hôn sơn đào mà trú ẩn dương tam kha ba lần sai quân đi bắt ngô sương ngập mà không được ở đó ngô sương ngập lấy vợ và sinh con là ngô sương xí sí. dương tam kha lấy ngô sương văn con thứ hai của ngô quyền làm con nuôi từ khi Dương Tam Kha lấy ngôi của nhà Ngô, nhiều nơi không chịu thuần phục, các thủ lĩnh nổi lên cắt cứ một vùng thường đem quân đánh chiếm lẫn nhau. Người em nhân đức Năm 950, Dương Tam Kha sai Ngô Sương Văn đi dẹp loạn hai thôn đường, Nguyễn. Ngô Sương Văn dẫn quân quay lại lật đổ Dương Tam Kha. Sương Văn không giết Tam Kha, chỉ giáng xuống làm trương Dương Công, tự xưng làm Nam Tấn Vương, đóng đô ở Cổ Loa. Ngô Sương Văn cho người đón anh trai Ngô Sương Ngập, được Dương Thái hậu chuẩn tấu, Ngô Sương Ngập cũng làm vua, là Thiên Sách Vương năm 951. Lúc đó tồn tại hai vua Nam Tấn Vương và Thiên Sách Vương, sử gọi là Hậu Ngô Vương. Năm 951, ông cùng Nam Tấn Vương đi đánh đinh bộ lĩnh ở Hoa Lư Ninh Bình nhưng không thắng phải trở về. Ngô Sương Ngập chuyên quyền, không cho Ngô Sương Văn tham gia chính sự. Ngô Sương Ngập còn định trừ Ngô Sương Văn để một mình làm vua, nhưng năm 954, Ngô Sương Ngập lâm bệnh qua đời làm vua được 4 năm. Các con, sau khi Nam Tấn vương Ngô Sương Văn mất 965, con Sương Ngập là Ngô Sương Xí Thế Yếu không thể khôi phục nhà Ngô, nên đã trở thành một sứ quân và cuối cùng đầu hàng Đinh Bộ Lĩnh. Theo phả hệ họ Ngô Việt Nam, Sương Ngập còn một người con nữa, chính là thiền sư Ngô Chân Lưu, 933 đến 1011, vốn có tên là Ngô Sương Tỷ, người sau này được Đinh Tiên Hoàng Phong làm khung Việt Đại Sư. Như vậy, Trân Lưu mới là con cả của Sương Ngập. Căn cứ vào khoảng cách giữa hai ông cháu, Ngô Quyền và Trân Lưu, chỉ có 35 năm và việc Sương Ngập có tham chiến trận diệt kiểu công tiến. Có thể suy đoán Ngô Sương Ngập sinh ra khoảng năm 915, khi Ngô Quyền chưa lấy Dương Thị con gái Dương Đình Nghệ và như vậy Sương Ngập không phải là con bà Dương Thị. Tức là tiền Ngô Phương còn một người vợ cả mất sớm và không được xử nhắc đến. Điều này có thể lý giải cho thái độ đối xử với hai người cháu của Dương Tam Kha rất khác nhau. Với Sương Ngập thì đã tranh ngôi, lại còn tầm nã gắt gao, vì Sương Ngập không phải là cháu do em gái mình sinh ra. Còn với Sương Văn thì nhận làm con, nghĩa là có ý định truyền ngôi, đó là vì Sương Văn là con đẻ của bà Dương Thị. Có lẽ trong cảnh gia đình gặp tai họa đó, người cha không biết sống chết lúc nào, cậu bé Ngô Trân Lưu 11 tuổi năm 944 đã tìm đến cửa thiền đề thoát nạn. Nhận xét Trong đại việt sử ký toàn thư, Ngô Sĩ Liên viết Nam Tấn đón Sương Ngập về để cùng trông coi chính sự, có thể gọi là người biết kính anh muốn cho cùng hưởng phú quý. Sương Ngập nên lấy sự mình không có công lao, mà nhường ngôi cho em, để cùng hưởng lập, thì đức ấy há chẳng dạng dỡ lớn lao ư. Lại câu nệ về phận đích trường, cũng xưng vương, trông coi chính sự, lại chuyên quyền làm oai làm phúc, đến nỗi năm Tấn Vương không được dự chính sự nữa, thật là mất đạo nghĩa anh em, trí thú rất là ti tiện. Ở Quang Đàm, An Hải huyện cũ, Hải Phòng có một đền thờ ngô xương ngập. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào và hẹn các bạn trong video tiếp theo.